Kính chào quý vị, các em thân mến. Chương trình truyền hình trên kênh 9 hôm nay mời quý vị và các em theo dõi những tiết mục sau. 5:05 ca nhạc dân tộc giai điệu quê hương, 5:40 người thành phố quan tâm ngành giáo dục và năm học mới, 6:00 bản tin buổi sáng, 6:30 chiếu phim phim truyện Hàn Quốc Ánh Hồng Cuộc Sống tập 16, 7:25 phim tài liệu Vẫn Còn Có Mẹ, 7:40 trật tự kỷ cương nếp sống văn minh đô thị, 8:00 chương trình thơ Những bài thơ hay về Bác, 9:50 công dân và pháp luật công chức sống và làm việc theo gương Bác Hồ, 9:50 tường thuật lễ trao giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 7 năm 2007, 11:00 chiếu phim phim truyện Hàn Quốc Bông Hồng Xanh tập 1, Trên Dòng Thời Gian ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Lào, 12:00 tin trong nước tin thế giới chứng khoán 24:00, 12:25 phim tài liệu Hãy Biết Để Tự Bảo Vệ, 12:40 phát triển đô thị chất lượng môi trường sống, 13:00 tin tiếng nước ngoài, 13:30 phim tài liệu Làng Cổ Đường Lâm, 13:50 câu lạc bộ âm nhạc dân tộc Điểm Hẹn Quê Hương, 14:30 khám phá các hành tinh, 15:00 tin thế giới, 15:10 ký sự Tân Đảo, 15:20 thơ ca Giao Hòa Hào Quang Tháng 9, 16:10 chuyên mục văn hóa, 16:30 bạn trẻ bốn phương, 17:10 phim hoạt hình Billy và Betty, 17:20 phóng sự, 17:45 tin trong nước, 18:00 chiếu phim phim truyện Việt Nam Một Thời Đã Sống tập 3, 19:00 tiếp sóng đài truyền hình Việt Nam, 19:50 chương trình thời sự, 20:30 truyền hình trực tiếp Thần Tượng Âm Nhạc, 21:30 thời sự nông nghiệp, 22:00 Siêu Thị Cười Thần Nước Tương, 22:30 chiếu phim phim truyện Hàn Quốc Mùa Xuân Của Đan Ra tập 10, 23:20 ký sự Amazon, 23:30 tạp chí Sức Khỏe, 23:50 tin cuối ngày tin thế giới. Bây giờ mời quý vị và các em theo dõi chương trình truyền hình hôm nay.